có một con nhỏ Trâm Anh nó bình luận đúng vô duyên luôn ấy, nó bảo mình là có mỗi cái hình dáng mà nó cũng khoe, trong khi á, là nó học quá dốt tiếng Anh, mình ghi cái tiêu đề bằng tiếng Anh rõ ràng, mình ghi là guess color nghĩa là đoán màu mọi người nhá. Thì mình chỉ chơi một cái game thôi, là mình lắc lắc cái hộp đó, chẳng qua là chỉ để cái thời gian chờ cho mọi người đoán xem mở cái hộp ra thì nó sẽ có cái màu sắc gì ở trong đó thôi. Và nhân tiện thì mình quảng bá những cái thứ mình bán. Một clip như vậy, cả chục thứ hình như vậy thì mọi người thấy đẹp, mọi người liên hệ mình còn nhiều hình lắm chứ đâu phải chỉ mỗi những cái hình này. Nhưng người ta chỉ thích chia làm nhiều clip như thế đấy, có làm sao đâu. Làm gì mà đến mức mà nói như thế nhỉ? Nhiều khi không thể hiểu nổi suy nghĩ ở trong đầu những cái bạn như thế này. Tại vì bạn ấy dốt tiếng Anh nên bạn ấy không hiểu là mình đang làm cái gì. Bây giờ giao kèo nhá, từ giờ mà clip nào mà đăng đoán màu này này, nếu mọi người đoán sai mọi người follow đăng ký kênh mình nha. Mọi người đoán xem là tiếp sau đây mình mở cái hộp này ra nó sẽ là màu gì nhá. Dừng màn hình lại xong đoán thử cái màu xem trước khi mà xem cái đáp án mình mở ra nhá. Nếu mà các bạn đoán sai thì các bạn follow hoặc là đăng ký kênh cho mình nha, được không? Đây này, giờ mình mở ra này, nhưng mà cái đáp án là các bạn phải nghĩ trong đầu từ trước rồi nhá. Các bạn dừng màn hình, các bạn nghĩ đáp án đi, chơi vậy nó mới vui chứ không chơi ăn gian nghe. Cái quyển sổ này nếu mà mọi người mua ấy thì mọi người nhắn Zalo mình để ở trên màn hình nhá. Ai mà mua hai sổ trở lên thì mình tặng kèm một cái xấp giấy nốt như thế này, còn nếu mà mua ít thì mình tặng thêm tấm sticker nhá. Đúng mọi người nha. Bây giờ mình mở cái hộp này ra nó sẽ là màu xanh hay là màu tím. Các bạn phải đoán trước khi mình mở hộp nhá. Và nếu mà đoán sai á thì các bạn có thể follow hoặc là đăng ký kênh cho mình được không ạ? Nhưng với điều kiện là phải đoán trước khi mình mở hộp nha. Bây giờ mở ra mới đoán là không có ý nghĩa gì nữa. Không được chơi ăn gian nha. Ai muốn mua cái quyển sổ này thì các bạn nhắn Zalo mình có để ở trên màn hình hoặc là tiêu đề hoặc là ở phần bình luận nhé. Khi mua mình sẽ tặng kèm cái con mèo này cho nó may mắn nha mọi người.